Xin yeah, chào và đây là book review by Vela Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 12, 13, 14 cuốn gì đó Những cuốn sách mà mình sẽ đọc trong năm 2023 Đây có thể là những cuốn mình mới mua Cũng như là một số cuốn mà mình đã mua một thời gian nhưng mà chưa có đọc được Năm nay mình sẽ sắp xếp để mỗi tháng đọc một cuốn Và hy vọng là mỗi lần mình đọc xong mình sẽ có thể làm những cái video để review và chia sẻ với các bạn Cuốn sách đầu tiên là cuốn này The Power of Paradox, nghịch lý của quyền lực. Cuốn này thì nó khá là thú vị ở chỗ là năm ngoái mình có đọc một bộ sách của Harvard Business Review về EQ, Emotional Intelligence hay là trí tuệ cảm xúc. Trong đó thì những cái thông điệp về quyền lực và ảnh hưởng lập đi lập lại khá là nhiều. Tên cuốn sách này cũng được nhắc tới như là một cái tài liệu tham khảo của những cuốn sách về EQ mà mình đọc lúc đó mình mua nhưng mà mình chưa có thời gian và ưu tiên để đọc nhưng mà trong thời gian tới mình cũng muốn đọc để xem thử là sức mạnh của quyền lực nó sẽ như thế nào và nghịch lý quyền lực nó là cái gì hy vọng sẽ có một cái chủ đề hay để mà chia sẻ với các bạn tính ra là kênh vui lên trước giờ thì nói nhiều về những cái dòng sách liên quan tới tâm lý tâm linh hoặc là triết học mình ít nói về sách kinh doanh hoặc là sách lãnh đạo nhưng mà biết đâu đấy trong quá trình đọc thì nó lại có những cái điểm chạm khác nhau để mình có thể thử nghiệm và thử chia sẻ với các bạn những cái đầu sách như vậy tiếp theo thì mình có một cuốn sách cũng khá là lâu đời về mặt tuổi của nó là cuốn này nhỏ là đẹp mình biết cuốn này thông qua những cái tìm hiểu liên quan tới nền kinh tế học phật giáo tên của nó nghe cũng thích đúng không các bạn small and beautiful nhỏ là đẹp lại là một cuốn sách nằm trong cái lĩnh vực kinh tế nhưng mà nó lại có hơi hướng của phật giáo một cái cách tiếp cận phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng chứ không phải là của những cái tập đoàn Yeah, chưa gì mình đã thấy hai cuốn sách kinh tế rồi không biết năm nay là kênh vui lên có khởi sắc hay không trường vui lên có khởi sắc hay không chứ sách kinh tế là thấy có vẻ cũng bắt đầu xuất hiện nữa đó cuốn số 3 mình có ở đây đó là cuốn bất chấp tai ương cuốn này thì mình mua hình như là năm ngoái nhưng mà chưa có dịp đọc năm nay thì mình muốn đọc cuốn này khi mà tìm hiểu về chánh niệm và những nghiên cứu liên quan thì cái tên John kabat xuất hiện khá là nhiều lần. Mình cũng có biết qua và học qua cái chương trình Mindfulness Based Stress Reduction hay còn gọi là MBSR. Chương trình này thì được tạo ra bởi John kabat -Zinn. Mình hy vọng là cuốn này nó mang lại cho mình thêm những góc nhìn mới và chánh niệm cũng như là mở ra cho mình những cái góc mới để mình có thể cải thiện những cái lớp học của mình cũng như là có thêm những hoạt động chánh niệm trong cuộc sống của mình. Cuốn này thì có thể xếp nó vào cái mục tâm lý học. Tiếp theo mình cũng có một cuốn tâm lý học luôn đó là đi tìm chất gây nghiện bên trong mỗi người thuộc cái chủ đề tâm lý học xã hội mình có đọc một hai cuốn của tác giả cuốn sách này rồi và mình thấy cũng thích khi mà đọc những cái cuốn sách liên quan tới não bộ lo âu rồi stress hoặc là sức khỏe tinh thần thì tên của tác giả cũng xuất hiện khá là nhiều lần cuốn trước đó mình đọc mình thấy nó cũng hay nên mình nghĩ cuốn này cũng sẽ khá là thú vị biết đâu đó mình lại có thể nói chuyện với các bạn về việc sử dụng cái stupid phone tiếp theo cũng là một cuốn sách chánh niệm nhưng liên quan tới phật giáo của joseph goldstein cuốn này tiếng Anh của nó là mindfulness à, tiếng Việt thì dịch ra là chánh niệm và cái tiêu đề phụ là hướng dẫn thực hành đến giác ngộ mình thì không lạ với Joseph Goldstein tại vì mình có học những cái khóa học rồi mình đọc sách rồi mình thực hành theo những hướng dẫn thiền của tác giả này rồi một trong những vị thiền sư nổi tiếng ở bên Mỹ cuốn này thì mình có đọc lướt qua một chút xíu rồi khá là thích thú và mình đang để dành để mỗi tối đọc một chút mỗi tối đọc một chút khi nào một chút đó đủ nhiều thì sẽ review cho các bạn xem Cuốn sách số 6 thì cuốn này do một tác giả Việt Nam viết và cuốn này thì mình được tặng là cuốn chuyện ngõ nghèo cuốn này thì mình được em Thảo Nguyên bên kênh Thảo Nguyên tặng vào cái dịp mình ra Hà Nội lúc đó thì mình có đọc qua thì mình cũng khá là thích thú một cái giai đoạn xã hội được viết lại dưới một cái lăng kính rất là thú vị mình cũng sẽ tranh thủ những cái lúc thảnh thơi để đọc cái cuốn này chuyện ngõ nghèo trước là để cho mình sau là cho em Thảo Nguyên biết là mình đã đọc xong để mà em tặng những cuốn khác và cuối cùng là sẽ review cho các bạn để mà các bạn có thể có thêm một đầu sách nếu nó là một đầu sách hay mình nghĩ chắc hay nên là Thảo Nguyên mới tặng mình và em cũng chắc nghiên cứu rồi để mà tặng mình cái cuốn này Cuốn sách số 7 thì nó cũng liên quan tới một bạn booktuber. Cuốn này thì mình thấy trên Goodreads của Hà Linh. Sau đó thì mình có hỏi Hà Linh trả lời và kết quả là mình đã mua cuốn này. Truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, một cái cuốn rất là bự và dày thì không dày lắm đâu. Chữ hơi lớn cộng với tranh minh họa nữa nên nhìn nó hơi khổng lồ. Nguyễn Huy Thiệp không phải là một tác giả mới với mình. Hồi xưa mình có đọc những ngọn gió hô tác và mình rất là thích cái văn phong, rất là thích thông điệp, rất là thích những cái sự gửi gắm của bác ấy. Nên cuốn này chắc cũng sẽ là một cuốn nhâm nhi của mình tại vì nó có nhiều câu chuyện khác nhau. Mình lướt lướt qua thì cảm thấy khá là hứng thú Và mình cũng tin tưởng cái review của Hà Linh nữa Nên mình nghĩ đây sẽ là một cuốn sách thú vị Để mà giới thiệu với các bạn trong thời gian tới Cuốn sách số 8 thì nó không phải là cuốn này Cuốn nhân loại Nhân loại thì mình có review rồi Sau khi mình đọc nhân loại xong Thì mình tìm tiếp những cuốn sách của cái tác giả này Và ở Việt Nam mình thì có cuốn Utopia hành trình xây dựng xã hội với cái tầm nhìn xa. Mình có lướt lướt qua cuốn này thì mình cũng đang nỗ lực thử thử để mà coi thử tuần làm việc 4 giờ nó sẽ ra làm sao. Mình rất là thích tư duy của tác giả nên là mình nghĩ cuốn này cũng sẽ tạo ra cho mình những cái sự ưng ý, những cái cảm xúc thích thú như cái cách mà cuốn nhân loại đã tạo ra. Cuốn sách số 9 mà mình sẽ đọc trong năm nay, cuốn này thì mình mua cũng lâu rồi, chắc 2021, đợt tuyệt chủng thứ sáu Năm vừa rồi thì mình có đọc một vài cuốn như là Factfulness hay là Chúng ta đã làm gì với trái đất. Nó là những cái góc nhìn về sự tác động của con người tới với trái đất Và rất là nhiều cái lời cảnh tỉnh xuất hiện Và nó làm cho mình nhớ tới cuốn này Đợt tuyệt chủng thứ sáu Nếu mà đọc xong đợt tuyệt chủng số 6 Thì chắc mình sẽ làm một cái clip review tổng hợp những cuốn sách về hiện thực thế giới Và những cái tương lai đang được dự đoán Và chúng ta sẽ đi đâu về đâu đây Cuốn số 10 thuộc chủ đề tâm lý luôn là cuốn Lập trình hạnh phúc Warren Happiness Cuốn này thì mình biết cái danh tiếng của nó lâu rồi Nhưng bữa vừa rồi mình tình cờ mới thấy được cuốn này Trong quá trình mình đi dạo dạo để tìm sách đọc Hơi có một chút lăng tăng thôi Tại vì trong quá khứ những cái trải nghiệm đọc sách của Phương Nam phát hành Thì nó không có thoải mái lắm Tuy vậy thì mình cũng muốn thử Coi thử là những cái trải nghiệm trong quá khứ Nó có thật sự ảnh hưởng lớn tới mình hay không và biết đâu đó mình có thể lập trình lại cái gì đó để mà cảm thấy tự tin hơn khi đọc những cái dòng sách liên quan tới tâm lý được phát hành bởi những cái công ty ở Việt Nam. Cuốn sách số 11 và cũng có rất nhiều số 11 là cuốn này Nhật ký 6 vạn dặm trên Yên Xe Cà Tàng Cuốn này thì được viết bởi anh Trần Đặng Đăng Khoa và nó được tạo ra bởi cái nhật ký hành trình của ảnh. Hơn 3 năm đi xe máy vòng quanh thế giới thì ảnh đã viết nhật ký lại. Cuốn này thật ra là mình đọc xong rồi. Chắc là mai mốt thôi sẽ có video review nên các bạn có thể mua sách trước nhưng mà mình khuyên là nên đọc. Các bạn có thể mua sách trước để trải nghiệm. Khi đó thì các bạn xem cái phần review biết đâu các bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn, thích thú hơn. Cuốn cuối cùng là một cuốn hẳn uh, là non fiction, Tâm tĩnh lặng miệng mỉm cười. Nghe cái tên nó hơi sến với mình nó hơi sến. Và nếu như không có quan sát kỹ thì mình đã không mua cuốn này đâu. Mình đã đọc cái bản tiếng Anh của cuốn sách này với cái chủ đề self compassion từ với chính mình hoặc là trắc ẩn với chính mình nên khi mà mình thấy các bạn tiếng việt thì mình cũng muốn đọc để mà so sánh xem thử nó như thế nào nên là mình nhớ tên tác giả các bạn chứ nếu không là mình đã không chọn cuốn này đâu vì từ cái tựa tiếng Anh là The Mindful Path to Self Compassion Thành tâm tĩnh lặng miệng mỉm cười thì nó hơi bình thường Nó hơi giống những cái cách đặt tên những cái cuốn sách trong những năm vừa rồi Với ba bốn câu Tự chủ với cảm xúc, tự do với thành công Hay là kẻ điên bên trái, thiên tài bên phải kiểu kiểu vậy Mà những cái tên sách đó thì nó không có hấp dẫn mình lắm Anyway thì mình đã mua rồi, mình sẽ đọc và review cho các bạn Vì nội dung sách cũng tốt lắm các bạn Phiên bản tiếng Anh mình rất là ưng ý Hy vọng là phiên bản tiếng Việt này nó cũng như vậy Để mình có thể giới thiệu với các bạn rồi, hết rồi các bạn. 12 cuốn mà mình ráng mỗi tháng ít nhất một cuốn để mà giới thiệu với các bạn trong những tháng tiếp theo của 2023. Còn các bạn thì sao? Năm tới các bạn định đọc sách gì? Có thể chia sẻ cho mình ở dưới phần bình luận. Biết đâu mình sẽ có thể tham khảo và đọc trong những cái tháng tiếp theo. Năm nay thì mình đọc mục tiêu 54 cuốn lận. Nên việc mình đọc 12 cuốn này thì nó khá là khả thi rồi Mình làm cái video này để mang tính chất là chia sẻ và động viên Cũng như là nhắc nhở các bạn ơi hãy có những cuốn sách cho năm mới Và bắt đầu lên kế hoạch đọc sách cho bản thân Vì còn rất là nhiều sách hay mà chúng ta có thể đọc các bạn Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo của Vui Lên Bye bye